Vâng, xin chào mọi người đã đến với video review tiếp theo của bể bơi Nam Thành Food Head Sauna. Và đây là một trong những dự án homestay ở địa phận Sóc Sơn, Hà Nội. Và bể bơi thì đang trong quá trình xây dựng. Và chúng tôi sẽ đi vào những hình chi tiết để các bạn có thể theo dõi trực tiếp. Bể bơi mà chúng tôi đang tiến hành hoàn thiện thuộc một hạng mục trong khuôn viên của homestay tại Sóc Sơn, Hà Nội. Phần diện tích của bể thiết kế là 11x25m, sâu 1,4m. Diện tích này có thể nói là khá phù hợp với một bố cục bể bơi homestay như thế này. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đan sắt thành bể bơi. Như mọi người đang nhìn thấy, bể bơi đang được chuẩn bị đổ bê tông. Từ khi nhận dự án khoảng 1 tuần, thì ngày hôm nay bể bơi được thi công đến phần đổ bê tông, thành và đáy bể. Có thể nói, ngoài việc thiết kế sao cho hài hòa và đẹp mắt, thì phần đổ bê tông cũng là một phần quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu và độ bền của bể bơi. Ở bể bơi này, thành và đáy bể chúng ta sử dụng thép hai lớp phi 12 đan A200 để tạo lên độ chắc chắn cho kết cấu. Dâm bể bơi 300x500 đan 6 cây sắt 20, 3 cây trên và 3 cây dưới. Điều này giúp phần đáy bể chịu lực tốt hơn. Và khi sử dụng những loại thép dầm, chúng ta cũng nên sử dụng những sản phẩm có thương hiệu lớn về thép như là Hòa Phát. Vì diện tích của bể bơi cũng tương đối lớn, nên chúng ta sẽ sử dụng cả dầm ngang và dầm dọc để đảm bảo kết cấu cho bể bơi. Phần thành bể thì có băng cản nước chống thấm là một chi tiết rất quan trọng với bể bơi. Phần băng cản nước này phải được cố định chắc chắn, nếu bị xô lệch trong quá trình đổ bê tông thì nó sẽ không đảm bảo phần kết cấu xây dựng cho bể và bể bơi dễ bị thấm nước. Mọi người có thể quan sát được những cái ống này trông khá là kỳ lạ. Tuy nhiên, đó là chi tiết không thể thiếu trong khi xây dựng bể bơi. Những ống 60 nhựa tiền phong này có vai trò phục vụ cho công nghệ lọc nước. Nước trong bể sau quá trình sử dụng sẽ đi ra một đường ống vào bộ lọc trong phòng máy. Sau quá trình xử lý, nước sạch sẽ cung cấp trở lại vào một đường ống khác. Vì quá trình này diễn ra thường xuyên nên nước trong bể lúc nào cũng được đảm bảo về độ sạch sẽ. Bể bơi homestay tại Sóc Sơn dự kiến sẽ hoàn thành trong 4 tháng. Sau khi hoàn thành, đây chắc chắn sẽ là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời giữa vùng đồi núi Sóc Sơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Hãy đăng ký để tiếp tục theo dõi quá trình xây dựng bể bơi homestay Sóc Sơn và thật nhiều những video khác về thiết kế và xây dựng bể bơi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.